Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Tức giận vì bị thầy giáo dạy lái xe giở trò đòi bài, một học viên nữ đã cùng chồng thuê người đánh thầy giáo đến mức phải nhập viện, sau đó đăng tải clip trên mạng xã hội. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh thầy giáo dạy lái xe ô tô bị một cặp vợ chồng học viên đánh đập và chửi bới thậm tệ gây xôn xao. Theo nội dung từ đoạn clip cùng lời qua tiếng lại giữa những người có mặt cho thấy, thầy giáo dạy lái xe nói trên, trong quá trình kèm cặp đã có hành vi sàm sỡ, đụng chạm, sờ đùi cô gái. Sau đó, cô gái đã gọi cho người đàn ông, được cho là chồng đến để xử lý thầy ngay tại trận. Ngay từ những giây đầu tiên của đoạn clip, cô gái và chồng mình đã liên tục chửi bới, trong khi thầy giáo vẫn ngồi trong xe, miệng xin lỗi không ngừng và mong được từ từ giải quyết. Trong khi đó, không khí mỗi lúc một căng thẳng hơn, người chồng tát tới tấp vào mặt thầy giáo và yêu cầu ông này ra khỏi xe để nói chuyện. Người thầy có hành vi sàm sỡ vừa ra khỏi xe là ngay lập tức hứng trọn cơn thịnh nộ của cô gái. Cô tỏ ra vô cùng ức chế, bức xúc, chân đạp nhiều nhát trực diện vào người thầy giáo, đồng thời quát lớn. Tao đi học trả tiền cho mày đàng hoàng nhé, tao xin mày à, mà mày lại sờ đùi tao à, mày dạy thế à, tao chưa bao giờ đánh ai nhưng hôm nay tao phải đánh mày. Trong khi đó, người thầy chỉ biết ôm mặt tránh đòn, không thể đưa ra bất cứ lời bào chữa nào. Tuy nhiên, thái độ lại thiếu thành khẩn, không mấy tỏ ra hối hận. Anh xin lỗi em được chưa, em làm nhục anh như thế đủ rồi. Theo phóng viên, mới đây thầy giáo bị đánh đã lên tiếng cho biết đây chỉ là sự hiểu lầm đáng tiếc. Theo đó, thầy giáo dạy lái xe trong sự việc trên là Phan Tuấn Anh, 36 tuổi, quê tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, thường trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, giáo viên dạy lái của Trung tâm Đào tạo lái xe tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo báo Vietnamnet, thầy giáo này đã có bản tường trình gửi cơ quan công an về sự việc mình bị đánh. Trong bản tường trình, thầy giáo Tuấn Anh cho biết, vào cuối tháng 4, anh được một cô gái tên Ngọc Linh, sinh năm 1990, Hà Nội, đặt lịch nhờ anh bổ túc, nâng cao tay lái. Ngọc Linh nói với thầy giáo đã có bằng lái nhưng không dám lái xe. Qua quá trình trao đổi, anh Tuấn Anh hẹn Ngọc Viên sau kỳ nghỉ lễ sẽ bổ túc. Vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, thầy giáo Tuấn Anh lái xe đến đón nữ học viên ở chung cư số 75 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thầy giáo này, nhận thấy nữ học viên có biểu hiện tâm lý run, đạp nhầm chân ga nên mới dùng tay nhấc chân học viên ra khỏi chân ga tránh nguy hiểm, không phải hành vi sàm sỡ. Thầy giáo Tuấn Anh chia sẻ, buổi đầu tiên học, tôi nhận thấy học viên có tâm lý run khi bước lên xe. Qua một đoạn đường ngắn, Ngọc Linh đạp nhầm chân ga, tôi vội dùng tay nhấc chân học viên ra khỏi đó nhằm tránh nguy hiểm. Thầy giáo Tuấn Anh cho biết thêm, sau hành động đó, nữ học viên không có phản ứng gì. Buổi học kéo dài 2 tiếng, anh dùng tay nhấc chân học viên ra khỏi chân ga 2 lần. Tôi có nói với học viên, khi dậy, nếu em nhầm chân ga, anh sẽ đụng chạm như vậy, mong em thông cảm. Ngọc Linh chỉ vâng và không phản ứng gì. Suốt buổi học đầu tiên diễn ra từ 10 giờ đến 12 giờ, tôi chỉ nhấc chân học viên khỏi chân ga 2 lần, thầy giáo nói. Về việc bị vợ chồng nữ học viên hành hung, thầy giáo Tuấn Anh cho biết trên Vietnamnet rằng, vào ngày 5 tháng 5, anh có lịch hẹn dạy nữ học viên buổi thứ hai. Tuy nhiên, lúc này, Ngọc Linh hẹn thầy giáo vòng xe ra phía sau, nơi thưa thớt người qua lại đón vì đang bận. Ngọc Linh cũng thông báo sẽ có thêm em gái đi cùng. Tại đây, anh Tuấn Anh bị nhóm người đánh đập, hành hung. Ngọc Linh và người phụ nữ kia vừa lên xe, một nhóm đàn ông khoảng 7 người từ xe chạy đến lôi tôi ra khỏi xe và bắt đầu hành hung. Mặc dù tôi hoảng sợ, van xin, nhưng đám người kia không dừng lại. Ngọc Linh dùng giày cao gót đánh liên tục vào người tôi, nói tôi sờ vào phần nhạy cảm của cô ấy. Anh Tuấn Anh cho hay, trong lúc nhóm thanh niên đánh tôi, Ngọc Linh lớn tiếng nói, tao là bọn cầm đồ, quay phim, đăng mạng, tao làm truyền thông tốt, chấp nhận bỏ 500 triệu đồng quảng cáo cho mày sạc nghiệp, tao biết nhà mày, vợ mày, con mày. Tôi nghe rất rõ Ngọc Linh nói sẽ chi tiền tung clip lên mạng xã hội để bôi bác, làm tôi sạc nghiệp và nội dung này được ghi vào điện thoại của cô ta. Nếu cơ quan điều tra kiểm chứng thông tin này sẽ rõ, anh Tuấn Anh khẳng định. Sự việc chỉ dừng lại sau đó khoảng 40 phút khi công an phường Mai Động đến. Chứng kiến sự việc, một số người dân đã gọi công an phường xuống giải quyết, mời tất cả về đồn. Theo phóng viên đưa tin, một bảo vệ tòa nhà cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, toàn bộ bảo vệ được huy động đến hiện trường. Lúc này, nữ học viên có nói với mọi người bị thầy dạy lái xe sờ vào chỗ nhạy cảm 6 lần. Cô ta còn dọa sẽ quay clip và tung lên mạng. Chúng tôi thấy người quay clip rõ ràng có chủ đích khi chỉ quay mặt của thầy dạy lái xe. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn người để đánh anh này. Người bảo vệ cho biết thêm, nữ học viên là cư dân tòa nhà, còn thầy dạy lái xe vẫn thường xuyên đến đây đón các học viên khác đi học. Kể cả sau khi clip bị tung lên thì người này vẫn đến đây đón học viên đi học. Sau khi lấy lời khai tại công an phường Mai Động, anh Tuấn Anh được đưa đi khám và giám định sức khỏe tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thầy giáo lái xe thông tin thêm trên Vietnamnet. Thời điểm anh ở bệnh viện, có đôi vợ chồng đến xưng là người nhà học viên Ngọc Linh xin hòa giải. Cho rằng đây là hiểu nhầm, anh Tuấn Anh đồng ý làm đơn hòa giải.
Tuy nhiên, đến ngày 6 tháng 5, không hiểu do có chủ đích gì mà đoạn clip quay cảnh anh bị đánh được tung lên mạng xã hội. Do đoạn clip này, anh Tuấn Anh bị nhiều người gọi điện đe dọa, cuộc sống gia đình đảo lộn. Nạn nhân chia sẻ thêm, tôi nghĩ đoạn clip đó được quay với mục đích riêng, vì toàn bộ clip chỉ quay nguyên phần mặt của tôi, không hề có mặt của các đối tượng tham gia hành hung. Phần tôi giải thích sự việc bị cắt. Sau khi clip tung lên mạng, tôi nhận nhiều cuộc điện thoại đe dọa, chửi bới, ảnh hưởng trầm trọng đến công việc và hạnh phúc gia đình. Tôi dạy lái xe nhiều năm nay, chưa bao giờ có ý đồ lợi dụng hay xâm hại đến học viên nữ. Sự việc bị hiểu lầm theo chiều hướng xấu, tôi rất hoang mang. Giải thích việc đã hòa giải nhưng sau đó lại gửi đơn tố cáo, anh Tuấn Anh cho biết. Vì nghĩ rằng mình làm việc nơi đất khách quê người, hạn chế va chạm, một điều nhịn chính điều lành, nên sau khi bị hành hung phải nhập viện, người thân trong gia đình nữ học viên kia có làm đơn xin hòa giải nên tôi đồng ý. Ai ngờ ngày 6 tháng 5, trên mạng xã hội lại đăng tải clip làm mất danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến công việc, tình cảm của gia đình nên tôi phải làm đơn tố cáo các đối tượng này. Ngày 7 tháng 5, anh Tuấn Anh đã làm đơn trình báo và tố giác tội phạm để gửi công an quận Hoàng Mai, đề nghị làm rõ hành vi của nhóm côn đồ đã đánh đập, xúc phạm mình để xử lý trước pháp luật. Một số đối tượng Xăm Trổ và Ngọc Linh đã dàn dựng vở kịch nhằm mục đích xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân tôi. Họ còn quay clip đưa lên mạng xã hội nhằm xâm hại đến danh dự, nhân phẩm cá nhân tôi, anh Tuấn Anh viết trong đơn. Ngày 8 tháng 5, anh Tuấn Anh cho hay, tôi đã gặp luật sư sẽ gửi đơn tới công an quận Hoàng Mai đề nghị làm rõ sự việc này. Tôi cũng yêu cầu quản trị các trang mạng xã hội gỡ bỏ clip, đồng thời bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của tôi. Đại tá Nguyễn Đình Chiến, trưởng công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trong chiều ngày 8 tháng 5, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nam giáo viên kể trên. Hiện tại, công an quận Hoàng Mai đã rút toàn bộ hồ sơ từ công an phường Mai Động để trực tiếp vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Qua quá trình điều tra xác minh, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã có thông báo về kết quả giải quyết thông tin vụ việc thầy giáo dạy lái xe bị đánh vì nghi sờ đùi nữ học viên vào tháng 5 vừa qua. Kết quả như sau, hiện chưa xác minh được người quay, đăng tải và chia sẻ video. Đồng thời cũng chưa xác minh được chủ tài khoản Facebook tuyên trần nên chưa mời lên làm việc được. Vì thế nên cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác tội phạm nêu trên. Sau khi có kết quả điều tra của công an quận Hoàng Mai, anh Phạm Tuấn Anh cho hay, tôi không đồng ý với kết quả điều tra trên. Việc tôi bị đe dọa, bị đánh và bị tung clip lên mạng xã hội là có thật. Nó ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, nhân phẩm của tôi và những người thân trong gia đình. Thời điểm tôi bị đánh và bị quay clip chỉ có vài người xung quanh. Nếu cơ quan điều tra nói không xác định được người quay clip thì vô lý quá. Hơn nữa, tại thời điểm clip xuất hiện trên mạng xã hội, tôi cũng đã nhờ luật sư lập vi bằng về vụ việc. Facebook tuyên trần là có thật. Tôi còn biết người này cũng là giáo viên dạy lái xe. Tôi cần một sự công bằng trong sự việc này và lời xin lỗi công khai từ phía cô Ngọc Linh. Sau những gì họ đã làm với tôi, sắp tới, tôi sẽ tiếp tục làm đơn lên cơ quan cấp cao hơn với mong muốn sự việc được sáng tỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.